6 loại rau củ không tốt cho sức khỏe, nhiều người không biết, vẫn cứ ăn thường xuyên và gây ra nhiều yếu tố nguy cơ cho sức khỏe. Thì trong video lần này, hãy cùng tìm hiểu nó cùng bác sĩ Dung nhé. Và rau củ là một món ăn vô cùng yêu thích đúng không nào? Khi mà chúng ta ăn tăng cường rau xanh và trái cây thì da của chúng ta cũng sẽ đẹp hơn, sáng hơn và có rất là nhiều những cái lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có rất nhiều loại rau củ nếu mà chưa chín tới mà chúng ta ăn vào thì nó cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn đấy. Cái loại đầu tiên mà bác sĩ Dung muốn nói đến đó là cà chua xanh. Cà chua xanh thì có chứa solanin, kích thích niêm mạc dạ dày và làm tê liệt các trung khu thần kinh dẫn đến chóng mặt, nôn ọe, chảy nước mũi. Và nếu mà chúng ta ăn cà chua xanh sống thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Thứ hai là giá không dễ. Đa phần các loại giá không dễ thì đều được sinh trưởng bởi hormone và phân hóa học. Những loại giá đậu này dưới tác dụng của chất nitơ hóa sẽ được chuyển thành amin nitrit. Ăn trong thời gian dài thì sẽ gây ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư thực quản. Thứ ba là đậu cô ve chưa nấu chín. Nếu như bạn ăn đậu cô ve chưa nấu chín hoặc vỏ bề ngoài của cái hạt đậu có màu xanh thì sẽ bị trúng độc dẫn đến chóng mặt, nôn ọe, nặng thì dẫn đến tử vong. Thứ tư là khoai tây mọc mầm và đã bị biến thành màu xanh. Khoai tây loại này cũng giống như cà chua xanh thì nó có chứa solanin sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, do đó không nên ăn loại khoai tây này nhé. Thứ năm là rau kim châm tươi. Tuy là rau kim châm ngoài chợ rất tươi ngon nhưng mà nó có chứa narcissin. Chất này khi được hấp thụ vào cơ thể thì qua cái tác dụng oxy hóa thì sẽ làm cho bạn bị trúng độc với các hiện tượng như đau bụng, đi ngoài, nôn ọe. Nếu như rau kim châm tươi này ngâm trong nước lâu thì narcissin sẽ được hóa tan với nước và khi mà ăn vào cơ thể thì sẽ không bị các hiện tượng trên. Thứ sáu là rau câu đã đổi màu. Rau câu sau khi bị ngâm vào nước lạnh và chuyển sang màu xanh tím thì điều đó chứng tỏ rau đã bị nhiễm độc trước khi sấy khô và đóng gói. Cái loại này ăn mà cực kỳ có hại cho sức khỏe nên là tốt nhất bạn đừng có ăn nhé. Và bác sĩ Dung biết rằng là các loại rau củ thì các bà nội trợ sẽ rất là thích bởi vì chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình đúng không nào? Chúc các bạn sẽ luôn lựa chọn cho mình được những cái loại rau củ mà tươi ngon và mang lại sức khỏe cho gia đình mình. Và đừng quên là follow kênh của bác sĩ Dung để đón thêm xem những cái thông tin kiến thức về sức khỏe và sắc đẹp nhé. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và đừng quên chia sẻ video nếu thấy nó hữu ích.